Xin kính chào các bạn, các vị. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về chiếc iPhone 10, sản phẩm mà tất cả mọi người đều chờ đợi. Và đây là một trong những tính năng khá nổi trội làm cho người ta hứng thú với chiếc iPhone 10 này. Và chúng ta sẽ xem một chiếc điện thoại có giá lên đến 1.000 đô thì liệu có nên mua nó hay không. Về thiết kế thì có thể nói rằng cảm giác khi sử dụng chiếc iPhone 10 rất là đặc biệt. Nó có một gì đấy khác biệt so với những chiếc iPhone trước đây, vì nó nặng hơn, đầm tay hơn. Nguyên nhân là do Apple đã chuyển sang sử dụng khung bằng thép vì rất là nặng và tăng cái độ bền. Thế nhưng cũng không phải gọi là bền lắm. Khi mà cái phần khung viền này mà chúng ta làm rơi rớt thì nó sẽ bị trầy ra. Và bên cạnh đấy thì mặt lưng kính ở phía trước và sau, có rất nhiều video thử nghiệm trên mạng thì nó khá là bị dễ vỡ, chứ nó không quá bền. Chính vì thế nên các bạn muốn bảo vệ được chiếc iPhone 10 của mình thì chắc chắn nên mua một cái chiếc ốp lưng hoặc dán màn hình nếu là bạn là một người không cẩn thận. Và tại Sevenet thì đang cung cấp toàn bộ phụ kiện cho các bạn cho cái chiếc iPhone 10. Và tất nhiên là bán cả iPhone 10 nữa, và mọi người hãy truy cập vào phần mô tả để biết được giá bao nhiêu. Vì bài review chúng ta thì chắc chắn là có khi những bạn vài tháng sau mới xem, nên các bạn phải cập nhật giá mới nhất. Có một cái mà mình thấy là iPhone 10 thay đổi lớn nhất, đó chính là việc bỏ phím home. Chúng ta không còn phím home thần thánh từ ngày xưa nữa, và sau 10 năm đây là sự thay đổi lớn nhất của Apple. Và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của mình. Thực sự mà nói, chỉ sau khoảng gần một ngày, mình đã thấy rằng bỏ phím home là điều tuyệt vời nhất mà Apple từng làm. Và cách họ xử lý hoàn toàn không giống với các hãng Android là thêm vào 3 phím đường hướng bên trong màn hình mà chúng ta sử dụng thao tác, đó là vuốt. Vuốt là một cái gì đấy rất tự nhiên trên màn hình cảm ứng, vì xưa nay anh ta vuốt mỗi khi đọc tin, vuốt ngang, vuốt trái để chúng ta có thể xem những ứng dụng, hay anh ta vuốt khi chơi Temple Run, vuốt vẽ trên màn hình khi mà chúng ta muốn chơi Fruit Ninja. Vì vậy vuốt là một cái điều gì đấy tự nhiên đối với người dùng điện thoại cảm ứng. Và đối với chiếc iPhone, cái thao tác vuốt từ dưới lên để thoát hay là chúng ta vuốt lên giữ để chuyển sang đa nhiệm, cũng như là cái cảm giác khi chuyển giữa các ứng dụng ấy, không phải double tap phím home để mở lên nữa, mà bây giờ chỉ cần vuốt ở bên dưới để chuyển qua lại. Và thao tác này hoàn toàn sử dụng một tay bình thường, không hề cảm thấy gượng, không hề cảm thấy bị trơn trượt. Cái này là chắc chắn phải nhờ cái màn hình của nó khi kéo dài ra, nên mà máy màn hình 5.8 inch, nhưng nhỏ hơn với lại cái chiếc iPhone 7 Plus 28 Plus, nên có thể sử dụng một tay rất là bình thường. Và nhiều bạn cũng sẽ lo lắng như mình là như kiểu chơi một số game như là Temple Run hay Fruit Ninja có sợ bị chạm vào và nó thoát ra hay không. Có trả lời là không, vì bản chất thì Apple họ thiết kế để cái thanh này nằm ngay sát dưới cùng và bắt buộc bạn phải vuốt từ dưới cùng này vuốt lên, chứ không phải vuốt từ phần giữa hay là gần chạm tới là có thể vuốt được rồi. Vì vậy nên các bạn sẽ không sợ trong quá trình là bị nhầm lẫn, vì bản thân mình trải nghiệm trong suốt một thời gian qua thì chưa bị nhầm một chút nào. Và đối với cái việc mà rất nhiều bạn hỏi là cái tính năng Reach Ability thì có sử dụng được không? Và tính năng này vẫn còn khi mà bạn vuốt nhẹ từ giữa xuống là người ta sẽ có thể kéo một nửa màn hình. Đến lúc này thì mình thấy công nhận là tai thỏ nó vẫn chẳng đem lại nhiều sự gì đặc biệt. Chẳng qua đây là một cái mà mình thấy là Apple thiết kế để cho nó khác biệt so với phần lớn những chiếc điện thoại ở trên thị trường khi mà kéo dài tỷ lệ màn hình của chúng ta ra. Ở bên tai thỏ thì nó sẽ thay đổi cũng cái thói quen của người tiêu dùng. Chúng ta sẽ phải vuốt từ bên trái để có thể xem được khu vực thông báo. Vuốt từ bên phải này sẽ ra cái khu vực của phím tắt. Và té ra là cái cách mà Apple khi thay đổi khu vực tùy biến thông báo là thêm một loạt các chức năng phím tắt vào. Hóa ra là để dành cho iPhone 10 chứ không phải dành cho iPhone 7, iPhone 8 hay là 8 Plus. Vì khu vực của các bạn khi kéo ra một trang riêng, nó sẽ có rất nhiều tha hồ mà thêm các phím tắt vào. Còn nếu như những loại iPhone đời cũ mà thêm vào vuốt từ dưới lên ấy, nó che kín màn hình trông khá là xấu. Và Apple gọi rằng đây là một cái trang hoàn toàn mới, chứ nó không phải đơn thuần là một khu vực phím tắt hay là khu vực thông báo nữa. Và cái việc này thì luôn luôn yêu cầu chúng ta phải sử dụng hai tay, thay vì như ngày xưa là chỉ cần một tay vuốt lên một cái là chỉnh được, đúng không? Bây giờ phải cần hai tay vuốt như này thì mình cảm thấy là nó hơi bị phức tạp hơn một chút xíu, và chúng ta cần phải làm quen theo thời gian. Đối với iPhone 10 thì cái sự thay đổi về phần mềm của iOS thì gần như không có, và Apple nói rằng cái việc loại bỏ đi phím home mà thay bằng các cử chỉ là thay đổi lớn nhất về phần mềm mà họ cho rằng họ cần tác động tới. Còn những thứ khác của iOS 11 vẫn giữ nguyên, hay là một số cái lỗi vẫn xuất hiện ngớ ngẩn ở trên iOS 11 mà các bạn đang dùng trên iPhone 8 hay 8 Plus hay iPhone 7, 7 Plus vẫn sẽ xuất hiện trên iPhone 10 này, chỉ là nó có thể là bây giờ qua các bản update nó sẽ ít đi thôi. Và đối với chiếc iPhone 10 thì có lẽ là cái điều mà thay đổi tiếp theo nữa, đó chính là về màn hình OLED. Vâng, như vậy là sau 10 năm Apple đã chuyển sang sử dụng công nghệ màn hình OLED, nhưng OLED này hoàn toàn không giống với lại OLED mà trên LG hay là công nghệ Super AMOLED của Samsung. Mình đã có một bài video, tuy nhiên mình đã ẩn đi vì mình sẽ có một cái cập nhật khác cho các bạn. Sau khi mà mình trải nghiệm xong thì lâu hơn mình nhận ra, thứ nhất là OLED này nó sẽ không đậm và rực rỡ quá như là màn hình OLED của LG V30 hay Super AMOLED của Samsung. Dễ dàng các bạn có thể đặt cạnh một chiếc iPhone 8 Plus và nhận thấy wow, màu sắc của hai con gần như tương đồng với nhau. Xưa nay người ta thích màn hình iPhone vì đem lại độ trung thực chính xác cao, và cái chiếc iPhone 10 vẫn như vậy.
Nếu mà xét trên thang điểm 10 mà Samsung là rực rỡ nhất là 10, cái màn hình OLED của cái chiếc iPhone 10 này mình sẽ chỉ xếp ở mức điểm 7, và cũng như là so với cái màn hình iPad thông thường nó sẽ tầm ở khoảng 5 hay là khoảng 6 điểm. Tức nghĩa sự chênh lệch về cái độ rực rỡ đối với lại cái dòng IPS cũ trên các iPhone trước đây là không quá nhiều, nên mà độ trung thực vẫn rất cao. Nhưng nó sẽ mang những đặc trưng của màn hình OLED như màu đen rất sâu. Trong video lần trước so sánh màu đen của màn hình hiển thị không trâu, hóa ra là do từ ánh sáng trực tiếp tác động từ bên ngoài, góc nhìn dẫn cái việc là màu đen của nó mình đã hơi nhìn nhầm một chút, nên mình đã chụp thử trong điều kiện thiếu sáng tối om, thì màn hình OLED của iPhone 10 thể hiện đen như là màn hình trên Super AMOLED của Samsung, nên chắc chắn 100% màu đen của nó là tiết kiệm điện năng hơn và độ sâu nó rất tốt, ra ngoài trời dễ nhìn và cũng như là góc nhìn tốt. Thế nhưng nó bị một cái hạn chế là màn hình OLED này khi thay đổi góc nhìn thì cái sự thay đổi về màu sắc cũng có. Các bạn nghiêng một chút như thế này theo chiều dọc, nhưng mà khi bạn nghiêng theo chiều ngang thì nó sẽ bị chuyển sang tông hơi ám xanh. Bên cạnh đó thì cái màn hình OLED cũng sẽ có hiện tượng gọi là burn in. Hiện tượng màn hình này là lâu quá nó sẽ bắt đầu hiển thị ra các cái bóng mờ, và Apple có nói là họ đã tinh chỉnh lại phần mềm để cho mà nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Vòng đời của những cái chiếc điện thoại này có thể rơi vào tầm khoảng 4 cho đến 5 năm thì bắt đầu mới hiện tượng burn in xuất hiện, thì lúc đó cũng đã lên điện thoại XXL hay là Samsung L hay là cờ rồi. Và vì vậy nên các bạn không cần phải quá lo lắng, và nó cũng khá là hên xui chúng ta không biết là liệu đến lúc nào. Và cái thứ ba quan trọng nhất đó là việc loại bỏ đi Touch ID. Apple là nhà sản xuất khá đặc biệt khi mà họ gần đây không phải là người tạo ra bất kỳ một cái gì đó quá mới mẻ. Touch ID hay là cảm biến vân tay vốn dĩ ngày xưa đã từng xuất hiện trên một số máy Nhật này, hay là quét gương mặt này đã từng có trên điện thoại Android, nhưng mà bản chất của nó không phải là Face ID, hai cái khác nhau. Và cũng như cái việc sạc không dây cũng không phải là Apple nghĩ ra và làm ra đầu tiên. Nhưng nói thật với các bạn, đó là Apple sẽ giúp cho mọi thứ này trở nên phổ biến. Sau khi cái chiếc iPhone 5S có cảm biến vân tay, mọi smartphone đều có cảm biến vân tay và loại bấm cơ. Ngày xưa là cảm biến vân tay phải vuốt. Và Face ID cũng không hề giống với lại cái mở khóa gương mặt của Android, chỉ đơn thuần là một cái bức chụp ảnh 2D. Còn với Face ID nó là công nghệ mới. Và các bạn thấy là hình ảnh này của The Verge họ có thử nghiệm, khi bạn đưa lên sẽ có một cái cảm biến cũng như là camera hồng ngoại đồng thời quét trên gương mặt của bạn, nó tạo ra một hình khối 3D để dường như là vẽ lại toàn bộ gương mặt của chúng ta luôn. Và vì thế nó khác hoàn toàn so với tấm ảnh 2D, nên mà việc độ chính xác cao hơn, an toàn hơn, bảo mật hơn, và đặc biệt là hoạt động trong điều kiện thiếu sáng, các bạn vào tối om các bạn vẫn có thể mở được do nó có camera quét hồng ngoại, và vì vậy nên mà nó hoạt động rất là tốt. Cái cảm giác khi dùng Face ID của mình rất tuyệt vời. Các bạn đưa máy lên, màn hình sẽ sáng và sau đó máy sẽ mở được luôn cho các bạn. Phải đến 90% là hoạt động đều rất tốt, không có gì phàn nàn. Như là mình đang ngủ, mình có muốn xem, sáng dậy không đeo kính, hay là kể cả là đang làm việc mình đưa lên xem đều tốt. 10% còn lại không hoạt động tốt ở cái chỗ là khác với ở nước ngoài, họ có môi trường trong sạch. Ở Việt Nam lúc nào đi ra đường phải đeo khẩu trang và không thể kiểm tra tin nhắn các thứ lúc đó được, cứ phải kéo khẩu trang xuống như này khá là phiền. Và một cái lần nữa là khi mà các bạn đi điều kiện nắng gắt thì nó sẽ hơi khó nhận diện của mặt các bạn, vì đó mặt các bạn sẽ bị ngược sáng, Face ID sẽ khó nhận ra hơn một chút. Và một cái cuối cùng đó là cái này phải đưa lên đúng khoảng cách. Nếu bạn đưa đúng vừa tầm thì Face ID sẽ nhận ra một cách chính xác nhất. Nhưng một số người có thói quen mà để điện thoại quá xa thì Face ID sẽ không quét được. Để như thế này là Face ID chịu, không thể nhận được. Các bạn phải đưa lại gần như này thì nó mới có thể nhận được. Và đương nhiên về việc cặp song sinh thì mình không nói, vì bản thân chúng ta không phải ai cũng sẽ có cặp song sinh. Và việc vượt qua cặp song sinh đó là một cái gì đó mà mình nghĩ không biết sau này có cải thiện được hay không. Và đối với chiếc iPhone 10 thì về cấu hình của nó không có gì phải bàn nhá. Hiệu năng của nó với chip A11 với iOS 11 thì vẫn nhanh, vẫn tuyệt vời. Thế nhưng thì cái việc trải nghiệm game chưa chắc đã là tốt nhất với chiếc máy này khi màn hình của nó thay đổi mới. Rất nhiều ứng dụng hay game mình đang trải nghiệm như là Crossfire hay là Vainglory các kiểu ấy, nó vẫn đang bị hai cái giải đen trông rất là xấu. Xem video cũng bị giải đen trông cũng rất là cùi bắp. Và đây là vấn đề như mà trước đây chuyển từ iPhone 4S sang iPhone 5, cái màn hình nó dài ra, phải mất một thời gian để cho các lập trình viên thay đổi được cái tỷ lệ ứng dụng. Và Apple cũng nói rằng họ có đưa ra một cái công cụ để chuyển ứng dụng từ những cái thiết bị cũ sang iPhone 10 nhanh hơn, không mất thời gian lâu như kiểu ngày xưa từ thời iPhone 5. Nên các bạn có thể yên tâm, và ngay cả bây giờ các game mới ở trên App Store mình có thử tải về thì cũng đang tương thích với lại cái tỷ lệ màn hình mới của cái chiếc iPhone 10 này. Nên mà mình tin chắc là thời gian ngắn nữa, đến cuối năm nay, nó sẽ phổ cập cho mọi người, chúng ta không cần phải quá lo lắng. Và tiếp theo nữa mình muốn nói về việc đó là về thời lượng pin. Chiếc máy này có dung lượng pin khá lớn đấy chứ, nó lớn hơn so với chiếc iPhone 8, nhưng mà không hiểu sao trải nghiệm của nó của mình vẫn không tốt bằng cho iPhone 8 Plus. Nguyên nhân có lẽ là đến từ Face ID. Cái Face ID này á, khi chỉ cần màn hình sáng lên thôi, nó sẽ quét liên tục đến khi nhận ra gương mặt của các bạn, và trừ khi nó chuyển về chế độ sleep nó sẽ không hoạt động nữa. Cái này á, các bạn phải sử dụng một cái camera đặc biệt để quay lại, còn mắt thường các bạn không bao giờ cảm nhận được. Vì thế dường như Face ID hoạt động khá nhiều khiến thời lượng pin nó tiêu tốn hơn. Cái này phải phụ thuộc vào phần mềm sau này Apple update cho nó thông minh hơn nữa, cũng như là có thể là do những cái trải nghiệm mới về những cái tính năng như vuốt rồi chạm như thế này để làm cho những cái cử chỉ thao tác màn hình cảm ứng hoạt động liên tục. Vì vậy nên mà mình thấy pin không phải là một điều quá ấn tượng trên chiếc iPhone 10, dường như chỉ đủ dùng được một ngày là may mắn rồi.
Và chắc chắn là mình ghét nhất cái việc mà iOS 11 luôn luôn bật Wi-Fi và cũng như là Bluetooth. Khi mà mình tắt Wi-Fi đi nhưng đến công ty nó lại connect lại và nó nhận một loạt thông báo từ email có thứ rất nhiều, làm cho pin cứ bị tiêu hao và kể cả chiếc iPad của mình cũng bị tình trạng tương tự. Camera iPhone 10 thì về cơ bản giống như là cái chiếc iPhone 8 Plus các bạn đang sử dụng. Chỉ có điều cả hai camera này đều có chống rung quang học OIS. Khẩu độ của camera chụp chân dung sẽ tốt hơn so với chiếc iPhone 8 Plus. Vì thế khi các bạn thích nhất đó là các bạn zoom quang 2x và các bạn quay video nó không bị rung, không bị giật, không bị lắc giống như kiểu chiếc iPhone 8 Plus. Và về cái phần nước ảnh và những cái cảm giác khi chụp thì nó cũng tương tự như iPhone 8 Plus. Nó không khác biệt như kiểu là một con 1 với một con 10 mà chỉ tầm một con 9 với một con 10. Chụp thiếu sáng, chụp chân dung, chụp mọi điều kiện thì đều tương tự. Camera trước của chiếc iPhone 10 năm nay thì cũng hỗ trợ luôn khả năng đó là chụp ảnh chân dung tương tự như là cái camera sau. Tuy nhiên thì khả năng selfie này của nó thì do không có hai cam nên nó vẫn hơi bị lem nhem và chưa được ấn tượng cho lắm. Nhưng với chất lượng camera trước ấn tượng nên các bạn có thể dùng video call, các cái ứng dụng như là Messenger và mình có sử dụng Zalo call thường xuyên để chat với lại các bạn như là rau thịt củ quả các kiểu ấy thì rất là thoải mái, chất lượng cao, ngon lành. Có thể nói rằng đối với chiếc iPhone 10 thì nó là một cái sản phẩm kỷ niệm 10 năm của Apple nên Apple thay đổi rất nhiều. Về cái phong cách thiết kế cho nó chắc hơn với phần khung thép, nó sẽ có màn hình OLED này, chúng ta sẽ bỏ đi hoàn toàn phím home, bỏ đi Touch ID và nó đương nhiên sẽ tích hợp những cái công nghệ mới như sạc không dây các thứ. Nhưng mà năm nay thực sự mà nói những gì Apple làm cho iPhone 10 mình không cảm thấy ấn tượng quá vì kiểu là màn hình full viền gì, ok các hãng Android đã có rất lâu, cái việc mà bỏ đi phím home các hãng cũng đã làm rồi, sạc không dây các hãng Android cũng đã làm rồi, và có lẽ cái thứ mới mẻ nhất mà mình cảm thấy đem lại trải nghiệm đó chính là về cái Face ID, thực sự là nó đem một cái gì đấy khác biệt hơn. Và iPhone thì vẫn luôn là iPhone, một chiếc điện thoại tốt, một chiếc điện thoại tuyệt vời, và những ai đã là đang sử dụng iOS chắc chắn nó sẽ luôn tồn tại và trung thành với chiếc iPhone này. Và nếu mà để so với các hãng Android thì nó không phải là sự đột phá quá nhiều, nhưng cá nhân mình vẫn sẽ dùng chiếc máy này và cũng như là trải nghiệm nó và hạnh phúc những gì mà nó đem lại, nhất là những người đã dùng iPhone lâu rồi chuyển sang dùng iPhone 10 là một cái gì đấy hoàn toàn mới mẻ. Và với iPhone 10 nó sẽ là định hướng thị trường trong năm tới, các bạn cứ chờ đợi mà xem. Cái kiểu thiết kế tai thỏ hay là Face ID các kiểu nó sẽ trở thành một cái gì đấy rất là phổ thông trong năm 2018. Và các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone 10, nó có xứng đáng với giá 1.000 đô, cụ thể bây giờ trên tầm khoảng 30 triệu đồng, thì các bạn có thấy xứng đáng hay không? Hãy comment chia sẻ bên dưới và đừng quên truy cập vào website 7S tham khảo giá bán chi tiết của chiếc iPhone 10 này, vì lúc các bạn đang xem video thì giá nó sẽ khác so với những gì các bạn đang thấy ở trên màn hình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.